rất đặc biệt. Xin mời quý khán giả chúng ta cùng ghé đến sân khấu và xem thưởng thức. Yeah.
Vâng, và các bạn nhỏ ơi, các bạn Trần Văn ơi đâu rồi? Rồi, xin cảm ơn giọng ca của một chị học sinh ha. Chị học sinh ở bên em, giờ cảm ơn chị. Rồi, mời con. Rồi, các bạn học sinh ơi.